Hôm nay, diễn tập khu vực phòng thủ quyền Long Hồ năm 2022 bước sang ngày thứ hai. Tại căn cứ cách mạng Cái Ngang, sáng nay đã diễn ra các cuộc họp dẫn hành cơ chế, thông qua quyết tâm tác chiến điều chỉnh, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ quyền. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến dự. Trong vận hành cơ chế đã diễn ra hai cuộc họp chính, gồm cuộc họp Đảng ủy Quân sự huyện mở rộng để quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, thông qua quyết tâm tác chiến điều chỉnh, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ quyền Long Hồ và cuộc họp của hội đồng cung cấp để nghe báo cáo đề xuất nhu cầu đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho lực lượng vũ trang, dự kiến nhiệm vụ chi tiêu, kế hoạch cho các ban ngành và nghe các ban ngành đề xuất và giao chỉ tiêu đảm bảo của các ngành cho tác chiến phòng thủ huyện sau các cuộc họp, đại biểu cơ động từ căn cứ cách mạng cái ngang về khóm 2 thị trấn đồng hồ tham quan thực binh tình huống tiểu đoàn bộ binh của quyền vận động tiến công địch cơ động đường bộ vào khu vực phòng thủ